Thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, những năm qua, Công an tỉnh Bắc Giang đã luôn nỗ lực, quyết tâm trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, góp phần quan trọng đảm bảo giữ gìn tình hình an ninh trật tự. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự tại xã Văn Trung, huyện Việt Yên, đơn vị 3 lần đạt danh hiệu đơn vị thi đua quyết thắng. Với nhịp sống công nghiệp hiện đại, xã Văn Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đã có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, bên cạnh sự phát triển về kinh tế, nơi đây cũng tiềm ẩn nhiều phức tạp về tình hình an ninh trật tự, tệ nạn xã hội khi có đông công nhân, người lao động tới thuê trọ. Với sự vào cuộc tích cực của lực lượng công an xã, nhiều năm qua, địa bàn luôn ổn định, không có điểm nóng về tệ nạn xã hội, là đơn vị dẫn đầu của huyện Việt Yên về thi đua quyết thắng. Công an xã Vân Trung cũng đã chủ động tham mưu và xây dựng các cái kế hoạch, đồng thời cũng phân công cụ thể cho từng cán bộ phụ trách các cái địa bàn, lĩnh vực, luôn gần dân, bám sát với cơ sở, và cũng là đồng thời cũng là tổ chức các cái buổi tuần tra khép kín trong và ngoài giờ hành chính, mục đích là để nhằm để vừa tuyên truyền vừa để phòng ngừa cũng như trấn áp các loại tội phạm nếu có. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an xã Vân Trung, huyện Việt Yên đều phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, thường xuyên tiến hành kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn các chủ nhà trọ nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện các biện pháp an toàn, quản lý tốt nhân khẩu. Đứng trước cái vinh dự tự hào đó thì từng cán bộ chiến sĩ công an xã Vân Trung chúng tôi cũng xác định là từng bản thân cán bộ chiến sĩ cũng xác định là cần phải nỗ lực, quan điểm là phải luôn gần dân, bám dân, đâu cần công an có và đâu khó có công an. Với những nỗ lực trong công tác, mới đây Công an xã Vân Trung, huyện Việt Yên vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an công nhận là đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm Công an nhân dân học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy. Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung vừa trả lời cử tri về kiến nghị giảm tuổi nghỉ hưu của giáo viên mầm non. Cử tri đã kiến nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nghiên cứu rà soát, sớm xây dựng thông tư hướng dẫn, xác định danh mục nghề công việc đặc biệt. Trong đó có việc quan tâm bổ sung giáo viên mầm non vào đối tượng các ngành nghề đặc biệt. Phương án phù hợp là đối tượng này nghỉ hưu ở tuổi 55. Về vấn đề này, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, theo các nghiên cứu đánh giá điều kiện lao động, cho đến nay nghề giáo viên mầm non chưa đủ các yếu tố điều kiện lao động để xếp vào nghề công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm và nghề công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm. Vì vậy, tại danh mục nghề công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm và nghề công việc đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm được ban hành kèm theo thông tư số 11 năm 2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội không có nghề công việc giáo viên mầm non. Ngoài ra, do nghề giáo viên mầm non là nghề đặc thù nên khi không còn đáp ứng được yêu cầu về sức khỏe, chuyên môn của nghề này, không phải là hết tuổi lao động, đủ điều kiện tuổi hưởng chế độ hưu trí, thì giáo viên có thể được hỗ trợ đào tạo chuyển sang nghề khác nếu có nhu cầu làm việc. Vụ Thống kê Dân số và Lao động, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Tổng cục Thống kê hiện đang tiến hành công tác chuẩn bị cho sự kiện Việt Nam chào đón công dân thứ 100 triệu. Lãnh đạo Tổng cục Thống kê cho hay, trong bối cảnh cạnh tranh kinh tế toàn cầu, tất cả các quốc gia đều coi nguồn nhân lực là công cụ quan trọng nhất để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thì việc Việt Nam đón công dân thứ 100 triệu được coi là một dấu mốc đáng tự hào, giúp nâng cao vị thế của Việt Nam đối với bạn bè và đối tác quốc tế. Để đánh dấu sự kiện đáng ghi nhớ này, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê chủ trì phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan tổ chức sự kiện lớn chào đón công dân thứ 100 triệu của quốc gia. Thời gian dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 4 năm 2023 với ba hoạt động lớn: lễ cổ động diễu hành 100 triệu dấu chân con cháu Lạc Hồng, lễ meeting sự kiện Việt Nam đón công dân thứ 100 triệu, lễ thăm và đón công dân thứ 100 triệu tại bệnh viện. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính đến thời điểm 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2022, dân số Việt Nam đã đạt 99,2 triệu người. Với tốc độ tăng dân số trung bình những năm gần đây, dự báo trung tuần tháng 4 năm nay, Việt Nam sẽ chính thức trở thành một trong 15 quốc gia trên thế giới và một trong 3 quốc gia khu vực Đông Nam Á có quy mô 100 triệu người. Ngày 10 tháng 3, Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Hà Nam tổ chức phiên giao dịch tư vấn, giới thiệu việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương.
Tại phiên giao dịch việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, có hơn 100 người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã được tư vấn, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm miễn phí. 10 doanh nghiệp là những công ty có nhu cầu tuyển dụng lao động thuộc các lĩnh vực may mặc, dịch vụ bảo vệ, xây dựng, tài chính đã thực hiện phỏng vấn với các tiêu chí phù hợp khả năng, trình độ chuyên môn và điều kiện của người chấp hành xong án phạt tù với mức lương ổn định từ 4,5 đến 15 triệu đồng một người một tháng. Thông qua phiên giao dịch việc làm đã tạo cơ hội cho người chấp hành xong án phạt tù trực tiếp nắm bắt được đầy đủ thông tin về nghề nghiệp, việc làm và được trao đổi với người tuyển dụng lao động để tìm được việc làm phù hợp, ổn định cuộc sống, từng bước hòa nhập cộng đồng. Thống kê của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho thấy, đến thời điểm hiện tại thì số lượng bom mìn còn sót lại sau chiến tranh vẫn đang gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân cũng như là các hoạch định phát triển của địa phương. Ước tính thì có khoảng 34% tổng diện tích toàn tỉnh còn bị ô nhiễm bom mìn. Với con số hơn 34% tổng diện tích ô nhiễm bom mìn và các vật liệu nổ khác sót lại sau chiến tranh, tỉnh Thừa Thiên Huế xác định vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ gây thương vong cho người dân sinh sống và canh tác tại các địa phương trong tỉnh. Bên cạnh những thiệt hại cả về thể chất lẫn tinh thần đối với người dân, ô nhiễm bom mìn còn gây ra nhiều cản trở đối với tiến trình phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Do đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã giao nhiệm vụ cho các ngành xây dựng bộ dữ liệu chung để quản lý, điều phối và thu hút, vận động các nguồn lực hỗ trợ hoạt động rà phá, xử lý bom mìn. Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu hỗ trợ công tác tích hợp cơ sở dữ liệu của dự án vào cơ sở dữ liệu số hóa chung của toàn tỉnh Thừa Thiên Huế để triển khai lên các ứng dụng nhằm phổ biến rộng rãi cho người dân phòng tránh. Từ ngày 10 tháng 3 đến hết ngày 12 tháng 3, tại huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, lễ hội mùa xuân Cổng Trời Đông Giang đã diễn ra với nhiều chương trình đặc sắc. Đây là hoạt động giúp du khách có thể được trải nghiệm chân thực về vùng đất, về con người, bản sắc văn hóa, các dịch vụ du lịch và ẩm thực đặc trưng của đồng bào vùng cao. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân. Đến với lễ hội mùa xuân Cổng Trời Đông Giang ở tỉnh Quảng Nam dịp này, du khách được hòa mình vào thiên nhiên và lưu giữ những khoảnh khắc của đầu xuân với những sắc hoa rực rỡ đặc trưng của vùng cao như mùa hoa trang rừng cùng nhiều loài hoa quý khác trong khu du lịch. Đặc biệt, ban tổ chức lễ hội sẽ miễn phí hoàn toàn vé vào cổng cho đồng bào người Cơ Tu sinh sống trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Đây là lần đầu tiên mình đến với Cổng Trời Đông Giang thì cảnh tượng thiên nhiên ở đây rất là đẹp và hùng vĩ. Nói chung là đáng một nơi đáng đến để tham quan du lịch. Nếu có dịp thì mình sẽ đến để tham quan một lần nữa. Lễ hội mùa xuân Cổng Trời Đông Giang với 18 hoạt động được tổ chức ở các không gian ngoài trời với những trải nghiệm đặc sắc dành cho du khách. Bên cạnh các nội dung khai mạc, bế mạc, còn có điểm nhấn vui hội qua các hoạt động trải nghiệm về văn hóa bản địa như múa tung tung ra giá, mừng lúa mới. Thông qua cái việc du lịch tại khu vực điểm Cổng Trời Đông Giang thì đã sau đại dịch Covid thì cái du lịch hoạt động trở lại bình thường, thì cái này là đã góp phần phục hồi kinh tế của địa phương, tạo công ăn việc làm, tạo cái nguồn thu cho địa phương, giúp địa phương là có một khoản kinh phí để phục vụ hoạt động trở lại phát triển kinh tế xã hội địa phương. Lễ hội mùa xuân Cổng Trời Đông Giang là sự kiện nổi bật của du lịch miền núi phía Tây xứ Quảng, với kỳ vọng thu hút hơn 5.000 lượt khách, hứa hẹn để lại những ấn tượng tốt đẹp đối với người dân địa phương và du khách khi chọn Cổng Trời Đông Giang là điểm đến trong hành trình khám phá và trải nghiệm.